Cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng rất lớn đến bóng đá Việt Nam trong năm 2012. Giờ đây, bóng đá Việt đã trở về với giá trị thực của mình, không còn những vụ chuyển nhượng lên tới chục tỷ đồng nữa, mà thay vào đó là việc các câu lạc bộ đang phải thắt chặt chi tiêu cùng với những biện pháp cắt giảm lương thưởng của các cầu thủ để tồn tại trong thời buổi kinh tế khó khăn này. 8 đội bóng tham dự V-League và hạng nhất năm 2012 với nhiều lý do khác nhau đã phải xin rút lui khỏi mùa giải 2013 hoặc bị giải thể. Còn lại 20 đội bóng tuy đã đăng ký tham dự mùa giải 2013 nhưng cũng đang gặp rất nhiều những khó khăn trong công tác chuẩn bị cho mùa giải mới, đặc biệt là về mặt tài chính. Vậy, VPF đã có những giải pháp gì để có thể giúp các câu lạc bộ trong thời điểm khó khăn này? VPF cũng như cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam là nghiên cứu bằng các cái chế độ chính sách làm sao cho cái chi phí cho câu lạc bộ giảm đi. Ví dụ trong biện pháp này, trong các cái lần hội thảo vừa qua, trong giai đoạn tháng 10, tháng 11, thậm chí cả tháng 12, thì chúng tôi khi bàn bạc thì đi đến thống nhất, ví dụ như là cái số lượng cầu thủ ngoại binh quy định cho giải ngoại hạng trước đây là 4 ngoại binh, thì bây giờ chuyển là 3, chứ bớt đi một ngoại binh là một câu lạc bộ có thể giảm thiểu thì có thể là vài ba tỷ đồng. Cũng như thế đối với hạng nhất thì trước đây là có quy định là có 3 ngoại binh và 2 cậu ngoại binh là đá trên sân, thì bây giờ quy định chỉ có 2 ngoại binh cũng là bớt đi một người. Thì đấy là một cái chính sách. Về phía công ty thì tôi được biết là hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban thẩm tổng giám đốc của VPF là phải khai thác tăng cường thêm các cái tài trợ để mà có thể hỗ, nếu như có điều kiện để hỗ trợ cho các câu lạc bộ, thí dụ có những cái nhà bảo trợ thông qua cái công tác truyền hình để tăng thêm cái nguồn tiền, thì nếu như có tăng thêm nguồn tiền từ cái nhà các cái nhà bảo trợ cho các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mà cái món tiền nó tương đối khá, thì trong cái dự kiến về cái cơ chế về kinh phí thì cũng có kết quả là kinh phí hỗ trợ cho các câu lạc bộ, thí dụ các câu lạc bộ mà đạt được cái thành tích tốt của giải ngoại hạng hay giải hạng nhất năm 2013 sẽ được có món tiền hỗ trợ, có thể là các như là đội mà ngoại hạng có thể đạt được đến vài tỷ đồng, thì cái tiền đó hỗ trợ chúng tôi cho là trong điều kiện kinh tế khó khăn này, nếu như mà hội đồng quản trị cũng như là ban tổng giám đốc công ty khai thác được cái nguồn tài trợ của các nhà bảo trợ thì cái món tiền đó chúng tôi cho là cũng rất có ý nghĩa để góp phần cùng với các cái câu lạc bộ để tháo gỡ khó khăn trong cái mùa giải 2013 đầy khó khăn này. Năm 2012 của bóng đá Việt Nam đã qua đi với rất nhiều những lo âu bộn bề và nó đặt ra những thách thức rất lớn cho nền bóng đá nước nhà trong năm 2013. Hãy cùng hy vọng là với những giải pháp được VPF đề ra, bóng đá Việt Nam sẽ tìm ra được hướng đi đúng đắn để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.